'cause I won't see you cry again. Throw pennies in a fountain, look at what comes out. Sometimes wishes do come true. Từng ngày
anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. La 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 trăm ngàn bệ dâu kia, những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới cánh duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế, dù mặn dù đắng dù cay mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ, trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Ông bà, chị chú bác, và hai bạn, nhà trai và nhà gái, cùng toàn thể bạn bè thân hữu của nhà trai. Cô dâu cũng để tôi là bác của cháu Thuận hôm nay đại diện cho nhà gái. Đầu tiên tôi xin thay mặt nhà gái chúng tôi gửi lời chào thân thiết nhất đến các cụ, các ông, các bà và toàn thể quý vị trong buổi lễ hôm nay. Kính thưa các quý vị, hai cháu Thuận và cháu Chiến trải qua quá trình tìm hiểu, đến nay hai cháu đã quyết định là về sống chung một nhà, tức là chuẩn bị làm lễ thành hôn. Được sự nhất trí của bên nhà trai và bên nhà gái, các cháu đã báo cáo thì hôm nay ngày này là tốt, hai họ thành chúng ta ngồi tại nhà ông Nam và Hiền là để thực hiện cái nhiệm vụ theo đúng trình tự về vấn đề cưới hỏi dân tộc chúng ta. Hôm nay thì đoàn nhà trai tới đây thì thành phần của mọi nhà gái chúng tôi trong những cái tiệc đoàn thì gồm có các ông, các bà, cô dì, chú bác, các anh chị em nội ngoại và cùng bạn bè thân thích gia đình. Bạn bè của cháu Thuận đến ngày hôm nay thì
là báo cáo thì cái việc mà để các cháu thành chồng, cái thủ tục về cái phong tục của Việt Nam ta thì đầu tiên là dặn họ ăn hỏi dặn cưới, thì cái này là cái khâu trước chúng ta đã làm, còn cái dặn mõ thì coi như là hai gia đình đã thống nhất nhau rồi, còn hôm nay tiến hành là cái việc là lễ ăn hỏi và lễ dẫn cưới để chuẩn bị cho cái ngày vu quy của hai cháu. Thì tôi trước khi tôi báo cáo thì tôi cũng xin chúc các quý vị bên họ nhà trai và nhà gái có sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Thì sau đây thì cái chương trình lễ ăn hỏi thì chỗ gia đình nhà trai của Thanh này, thì bác Thanh là đại diện cho gia đình nhà trai thì xin có ý kiến trước buổi lễ hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ nhà trai và họ nhà gái, được sự tìm hiểu và nhất trí của hai cháu và được sự đồng ý của hai bên gia đình, ngày hôm nay là hai gia đình đã nhất trí vào để cho các cháu tổ chức buổi lễ thành hôn trong năm hạnh phúc của các cháu sắp tới. Thì ngày hôm nay họ nhà trai chúng tôi cũng đã đến để làm thủ tục ban đầu. Thì cũng xin trước hết là xin giới thiệu với các cụ, các bà họ nhà trai hôm nay có ông ngoại cháu và ông hai ông trẻ, tức là về đằng bà lâu cháu. Thế mình các bà lâu cháu và các cô dì chú bác, cô dì chú bác chú cháu là hôm nay đã đi tương đối đầy đủ để thành phần gia đình và nhà trai chúng tôi. Thì cũng xin báo cáo các cụ, các ông, các bà để nắm được là như vậy. Còn chương trình về cái buổi lễ của ngày hôm nay thì họ nhà trai chúng tôi xin được phép là có ý kiến là giữa ông bà Toàn và ông bà Lam là cũng nhất trí là cho các cháu xây dựng hạnh phúc trăm năm, thì cũng là cái buổi mở đầu. Và hai bên gia đình cũng đã cho biết được cái về phần thủ tục lễ nghi. Thì ngày hôm nay là nhà trai chúng tôi là cũng ra để xin được phép và nhà gái, nhà trai cũng mang lễ nghi đến theo như là ông Lam và gia đình bên ông Lam và ông Toàn và tôi đã cho biết và đã nắm được. Tất cả những cái lễ nghi đó thì tôi cũng thay mặt nhà gái hôm nay đứng ra nhận cái lễ đó. Và sau đó cái lễ đó thì tôi phải nói tình tiết của một cái tiếp tục ở đây. Thì riêng cái lễ ăn hỏi ấy, thì là cái lễ là sẽ mang lên bàn thờ hương. Thì cái này là cái mà giống như là mẹ chú rể giao cho mẹ cô dâu. Cái này là được thực tế đấy, đây là gọi cái phong tục của quán ở đưa tôi này. Và cái lễ tiệc cưới thì chúng ta để phục vụ cái ngày vu quy của cháu thì là không phải lễ. Nói qua thêm một số vấn đề như thế, mời các cụ ông bà lên hai họ và thầy trong lễ ăn hỏi đến nước dây chầu và chúc hạnh phúc cho các cháu trăm năm hạnh phúc. Xin cảm ơn. Trai tài gái sắc đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tin chuyện trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, ngày mình du quý thì gần ngày chi một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ôm anh khóc đón em về dinh rồi, hoa pháo bay nổ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sống do chuyện gì mà khó thì cứ để đó lo. Thank you.
khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Trở về gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi, dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Có biết khi xa anh trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên. Tình anh và em mãi không phải mơ qua ngàn sóng gió. Có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mơ qua ngàn sóng gió.